Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 Right On, và hôm nay tiếp tục với Unit 2, Pronunciation, Natural Wonder and age 29. Travel. Và hôm nay tiếp tục với hai F skills nhé. Chúng ta vào cái bài đọc nói về Phú Quốc Island. Giờ chúng ta nghe máy đọc. O, ao, o, oi. Enjoy. House. Shore. Rồi, ok. Read the text quickly. What is it about? Chúng ta hãy đọc cái bài này và xem nó nói về cái gì. Phú Quốc Island. Phú Quốc Island is a popular beach holiday destination in Kiên Giang, Việt Nam. Each year, 5 million visitors come to enjoy their time on this charming island. Phú Quốc Island. Đảo Phú Quốc là một cái điểm đến nghỉ mát bãi biển phổ biến ở Kiên Giang, Việt Nam. Mỗi năm thì có 5 triệu du khách tới để mà tận hưởng thời gian của họ ở cái hòn đảo xinh đẹp này. There are many different types of accommodation. Có rất nhiều cái chỗ ở, cái loại chỗ ở. Such as bungalow, nhà gỗ một tầng. Guest houses, nhà khách, nhà nghỉ. Hotels, khách sạn, and resort, và khu nghỉ dưỡng. So you will surely find something affordable. Vậy thì bạn sẽ chắc chắn là tìm được cái chỗ ở hợp túi tiền. To book a room for your stay, để mà đặt phòng cho kỳ nghỉ của bạn. Visitor will be very pleased. Du khách sẽ rất là hài lòng. When they see the facility, khi họ nhìn thấy những cái tiện nghi của khách sạn ở đây nha. Visitor will be very pleased when they see the facilities of some hotels here, such as swimming pools, restaurants, gyms, and so much more. Của khách sạn này, như là hồ bơi, nhà hàng, phòng tập và nhiều hơn thế nữa. Rồi sang khúc B nè. Phú Quốc Islands has plenty of things for tourists to see. Đảo Phú Quốc có rất nhiều thứ cho du khách ngắm nhìn. The first thing you will notice is the white sandy beaches with clear blue water. Cái điều đầu tiên bạn sẽ để ý ở đây đó là những bãi biển đầy cát trắng với nước trong xanh. You will also enjoy the island tropical green jungle. Bạn sẽ còn có thể tận hưởng được, bạn sẽ đi ngắm nhìn khu rừng nhiệt đới trong xanh xanh with gorgeous, với thác nước waterfall, nhà thác nước tráng lệ, ok, thác nước tráng lệ, những cái thác tráng lệ. And unique opportunity, và những cái cơ hội độc nhất để mà ngắm nhìn động vật hoang dã. Opportunity to see the wildlife. Be sure, hãy chắc chắn rằng to bring your camera, hãy mang theo máy ảnh. So you don't miss the perfect shot. Để mà bạn sẽ không bỏ lỡ những cái bức ảnh tuyệt vời. There are also lots of amazing things to keep you busy on Phú Quốc Island. Còn có rất là nhiều cái điều thú vị để mà khiến cho bạn bận rộn ở đảo Phú Quốc. You can sunbathe on the beaches. Bạn có thể tắm nắng ở bãi biển. Swim in the sea, bơi ở biển. Go snorkeling, đi lặn, dùng ống thở. And go scuba, diving. Và đi lặn dùng bình dưỡng khí. A visit to the Hộ Quốc Pagoda will give you a chance to meditate and enjoy the ocean view. Một chuyến viếng thăm tới cái chùa Hộ Quốc sẽ cho bạn một cơ hội để mà thiền và tận hưởng những cái view đại dương rất là đẹp. You can also explore fishing villages to learn more about the local culture. Bạn còn có thể khám phá những cái làng chài để mà học thêm về văn hóa địa phương. Don't forget to try the delicious seafood at the local restaurants or the night markets. Đừng có quên đó là nếm thử các món hải sản ngon ngon lành
ở các nhà hàng địa phương hoặc là ở chợ đêm. Ok, chúng ta đọc lại bài. Phú Quốc Island. Phú Quốc Island is a popular beach holiday destination in Kiên Giang, Vietnam. Each year, 5 million visitors come to enjoy their time on this charming island. There are many different types of accommodation, such as bungalows, guest houses, hotels, and resorts. So, you will surely find something affordable to book a room for your stays. Visitors will be very pleased when they see the facility of some hotel here, such as swimming pool, restaurants, gyms, and so much more. Phú Quốc Island has plenty of things for to see. The first thing you will notice is the white sandy beaches with clear blue water. You will also enjoy the island tropical green jungle with gorgeous waterfalls and unique opportunity to see the wildlife. Be sure to bring your camera so you don't miss the perfect shots. There are also lots of amazing things to keep you busy on Phú Quốc Island. You can sunbathe on the beaches, swim in the sea, go snorkeling, and go scuba diving. A visit to the Hồ Quốc Pagoda will give you a chance to meditate and enjoy the ocean views. You can also explore fishing villages to learn more about the local cultures. Don't forget to try the delicious seafood at the local restaurants or the night markets. Ok, vậy là những cái từ mới trong cái bài này chúng ta cần phải học, đó là affordable, giá cả phải chăng, bungalow, nhà gỗ một tầng, tropical, thuộc về nhiệt đới, jungle, rừng nhiệt đới, gorgeous, tráng lệ lộng lẫy, waterfront, thác nước, unique, độc đáo, snorkeling, lặn dùng ống thở, scuba diving, lặn dùng bình dưỡng khí, meditate, thiền. Ok, exercise 1, what is it about? It's about where to stay and what to see and do on Phú Quốc Island, a holiday destination in Kiên Giang in Vietnam. Cái bài này nói về cái nơi ở và những cái thứ mà để làm, để xem, để ngắm, để làm ở đảo Phú Quốc, một cái địa điểm du lịch ở Kiên Giang, Việt Nam. Sang bài số 2, trang 32, đó là read the text again. Hãy đọc lại bài này và chúng ta nối những cái heading từ 1 tới 4 với những cái phần ABC trên đây có 3 phần. Và có một cái thừa. Câu số 1, make your eyes happy, làm cho đôi mắt của bạn vui. Câu số 2 đó là mua sắm quà lưu niệm. Số 3 là ở nơi nào đó rất là ngạc nhiên. Câu số 4 đó là những cái thứ để làm vô tận, bất tận. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có phần A đang nói về chỗ ở, thì chúng ta sẽ đưa phần 3 vào 3A. B đó là nói về cái make your eyes happy. Make your eye happy. Và phần C nói về những cái thứ mà làm ở Phú Quốc. Chúng ta ghi 4 vào 3A, 1B và 4C. Chúng ta qua bài số 3. Hãy đọc bài này và chúng ta sẽ đánh đúng sai và không đề cập. Đúng là right, sai là wrong và không đề cập là doesn't say. Câu số 1 của chúng ta đó là có 5.000 người đi thăm Phú Quốc mỗi năm. Thì chúng ta thấy ở trên đây là có cái thông tin này nhá. Each year 5 million visitors. Rồi, câu này đúng là right. Câu số 2, hầu hết các khách sạn ở Phú Quốc thì đều có hồ bơi, đều có nhà hàng và phòng tập. Thì chúng ta coi lại trên đoạn này, ở trên đây nó chỉ nói là some thôi, some một vài thôi, chứ không phải là hầu hết. Và câu này nó dùng là most of là sai rồi, chúng ta sẽ viết là wrong vào đây. Câu số 3, bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời, cảnh đẹp tuyệt vời và cuộc sống và những cái động vật hoang dã ở đảo Phú Quốc. Thì câu này đúng, chúng ta thấy ở đây có nè, cảnh đẹp nè, cảnh đẹp là có không nha, và có cái động vật hoang dã đấy, có wildlife luôn. Thì cái câu số 3 này là đúng, right. Câu số 4 của chúng ta, you can see the ocean, bạn có thể nhìn thấy biển đại dương đó, từ cái chùa Hộ Quốc và Golda. Chúng ta coi ở đây, chúng ta đọc tới cái đoạn mà chùa Hộ Quốc, một cái chuyến viếng thăm tới chùa Hộ Quốc sẽ cho bạn một cơ hội để mà thiền và tận hưởng cái view đại dương. Thì ở đây là đúng rồi, câu số 4 là đúng. Câu số 5, ở đảo Phú Quốc thì hải sản ở trong các nhà hàng ngon hơn hải sản ở chợ đêm. Thì câu này chúng ta không có thấy là đề cập chỗ nào hết, cho nên câu này sẽ là doesn't say
nhé. 1 đúng, 2 sai, 3 đúng, 4 đúng và 5 không đề cập. 1 right, 2 wrong, 3 right, 4 right and 5 doesn't say. Rồi ok, đó là bài 1, 2, 3, trang 32 của chúng ta.